Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh của Minh Vi chia sẻ trồng rau sạch tại nhà. Thì hôm nay là Minh thông báo là đã có hạt bầu. Thì mọi người vào đây để mà bấm vào bình luận để mà ghi địa chỉ đi. Minh sẽ gửi tặng hạt cho mọi người nha. Mời mọi người theo dõi video clip nha. Đây là hạt bầu thúng là Minh đã gieo thử nè mọi người ha. Nó không nảy mầm được tất cả nha. Khoảng được 50-60% thôi. Thì từ chỗ đó mọi người cứ gieo đi nha, rồi lấy được mấy cây thì lấy nha. Còn nếu mà không được thì lần sau mọi người đăng ký lại đi, Minh sẽ gửi lại đợt sau cho mọi người. Minh lấy hạt của trái kia nữa. Thì hiện tại á là Minh đang lấy một trái trước, thì cái lượng hạt nó cũng nhiều, thì Minh sẽ đóng chiếc cho mọi người, mỗi một người một túi 10 hạt. Rồi Minh gửi bưu điện cho mọi người nhận nha. Rồi nếu mà cái đợt hạt này mà mọi người gieo á, nếu mà cứ gieo hết đi để mình lấy cây. Nếu mà không lên á, thì đợt sau Minh gửi tiếp. Tại vì cái hạt bầu nó cũng Minh có test thử á, thì mọi người xem Minh test thử á, là cái tỷ lệ nảy mầm của nó chỉ được 50% thôi. Thì mình cũng không biết là tại sao. Cho nên là vẫn gửi cho mọi người, rồi nếu mà mọi người gieo không lên thì có gì đợt sau Minh sẽ mổ cái trái này nè, rồi Minh gửi tiếp cho mọi người ha. Thì một cái trái vậy nó nuôi tới mà coi như mọi người để tới giống là nó khoảng 10 kg, còn trái tơ thì tầm 2-3 kg, 3-4 kg là mọi người ăn được ha. Thì đợt rồi Minh có ăn là nó ruột nó đặc, trắng và ngọt chứ không có dở. Thì đó là cái này để chia sẻ mọi người cùng nhau để bảo tồn cái giống bầu thúng này ha. Cái bầu này bầu truyền thống xưa này, nó gần như mất gốc rồi. Nó khác với cái dòng bầu hồ lô nha mọi người. Cái dòng này là nó không có cái ẹo như bầu hồ lô, nhưng mà nó to như bầu hồ lô khổng lồ vậy, nhưng mà nó dạng cái thúng. Thì mọi người cứ bình luận ở phía dưới để mà đăng ký, rồi Minh sẽ từ cái chỗ đó Minh sẽ gửi cái địa chỉ cho từng người nha mọi người. Nhớ là khi mọi người bình luận là bình luận bên ngoài, tức là bình luận tiếp theo đừng có bình luận mà comment ở trong cái của người khác, nó sẽ bị ẩn, thì Minh khó tìm cái địa chỉ để mà mình gửi nha. Mọi người cố gắng là ghi địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, rồi Minh sẽ lên bill Minh gửi cho mọi người. Là hạt thì hạt miễn phí, nhưng mà mọi người nhận thì mọi người trả tiền ship nha, khoảng tầm 10-12 ngàn thôi, là hầu như là toàn quốc á. Tại vì gửi mình gửi Viettel thu không thu hộ, tức là không có tiền á, thì phí nó khoảng 10.000-12.000 à nha mọi người. Mỗi một người là mình sẽ gửi cho một phần là 10 hạt. Còn về cái kỹ thuật gieo á mọi người, cái hạt này á là mình có test hai thứ, tức là ngâm ủ thì mình thấy nó lại lâu nảy mầm nha, nhưng mà khi mình gieo trực tiếp vô đất luôn á, rồi cái mình tưới giữ ẩm thì nó mấy ngày nó lại lên. Nhưng mà khi ngâm ủ 3 ngày mình chưa thấy nó nứt mầm. Nhưng mà là khi mình gieo trực tiếp hạt khô này trong đất luôn á, thì mình tưới ẩm thì khoảng cũng 4-5 ngày là cũng lên cây rồi. Đó thì mình có test thử á, thì từ chỗ đó là mọi người cứ gieo đại nha. Là về là bỏ vùi vô trong đất là mình gieo mình tưới thôi. Cứ gieo hết đi. Cái tỷ lệ nảy mầm nó chỉ được 50% thôi, cho nên mọi người gieo hết để lấy cây trồng đi nha. Rồi đợt sau nếu mà không ai mà không lên á, thì đợt sau mình sẽ gửi tiếp. Thì xem đây là cái mà chia sẻ nha, mình cùng nhau mình chia sẻ những cái giống mà hiếm để mọi người cùng nhau trồng, vừa có ăn mà vừa bảo tồn, rồi nhân rộng cái giống nó ra ha mọi người. Thì mọi người cố gắng trồng và theo dõi kênh, mình sẽ có nhiều cái để chia sẻ với mọi người để cùng nhau chúng ta phát triển cái việc trồng rau sạch tại nhà để mình phục vụ cho gia đình. Thì cũng xin cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt cái thời gian qua. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng sẽ làm nhiều clip hơn nữa để mà cùng nhau lên chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng nhau trồng rau, có rau ở nhà ăn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip ha. Mọi người nhớ cái comment ở dưới bài nha, thì mình sẽ từ chỗ đó mình sẽ theo comment đó mà mình gửi cho từng người ha. Sắp tới là mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái dòng trồng cải caron nha mọi người, cải Cherokee nè, hoặc là cà chua, mọi người đón theo dõi nha.
mình sẽ sắp tới mình sẽ sắp có những cái clip đó, rồi chúng ta cùng nhau để làm để có rau ăn. Mùa đông xuân sắp tới thì trồng thuận lợi rất là nhiều á, và một số cải kheo mà mình gieo lúc này là đã tương đối ok. Thời gian qua cải kheo gieo nó hơi khó là do mưa nhiều á mọi người. Giờ là chuẩn bị bớt mưa rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành gieo lại và trồng cho vụ đông xuân sắp tới. Mọi người theo dõi kênh nha, là mình sẽ cố gắng up nhiều clip ý nghĩa lên để chia sẻ với mọi người. Bye bye, cảm ơn mọi người nha.